Trại Cá Kiển Đài Minh mến chào cô chú anh chị các bạn. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã đồng hành ủng hộ xuyên suốt thời gian qua. Trong tuần này, bên trại có cập nhật thêm phần 236. Quý anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá beta về chân hoặc là mình đang tìm cá về làm giống thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua. Nếu mà mình không tiện nhắn tin thì cô chú anh chị bạn có thể điện thoại trực tiếp. Bên trại sẽ có nhân viên tư vấn và hỗ trợ để biết được cái hình thức giao nhận thanh toán như thế nào. Để trong những lúc mà mùa dịch như thế này, cô chú anh chị các bạn có thể về chơi hoặc là mình tập ép một số dòng cá beta. Rồi, bây giờ chúng ta cùng theo dõi chi tiết từng con số 1 cho tới số 200 nha các bạn. Ở bên trại thì có đầy đủ tất cả các phong màu trắng, màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu vàng hoặc là những màu đa sắc như những dòng Cooper hoặc là một số dòng Nemo. Anh chị các bạn yêu thích những dòng đơn sắc, đa sắc, cần dòng sỉ hoặc là lẻ thì có thể điện thoại trực tiếp qua số điện thoại để đặt hàng. Bên trại vẫn mở cửa bình thường từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối. Nếu mà lúc nào mà mình tiện đi ra đường được thì cô chú anh chị các bạn có thể ghé qua. Nếu mà mình không tiện thì anh chị các bạn điện thoại trực tiếp trong thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhân viên giao tới nhà, thu tiền phí và tiền cá. Anh chị các bạn chỉ ở nhà thôi thì sẽ có người giao tới chỗ luôn. Còn ở tỉnh thì khi mà đặt hàng là vui lòng hiện tại thì nhắn tin lại cái địa chỉ đầu tiên, bên trại sẽ xem cái đơn đó có ship được hay không, sau đó sẽ báo giá rồi hình thức giao nhận thanh toán như thế nào để cô chú anh chị các bạn ở tỉnh có thể đặt hàng luôn. Thường thì một số ở tỉnh miền Tây hoặc là miền Bắc thì ship được rồi đó các bạn. Con nào cũng rất là hấp dẫn luôn. Anh chị thích màu vàng, màu đỏ, màu xanh hoặc là nhiều màu khác hơn nữa thì có thể xem hết trong video. Quý anh chị các bạn có vô tình coi được video này, nhớ nhìn bên góc tay phải á, có cái chữ đăng ký. Cái mình đăng ký xong cái tất cả những video mà bên trại phát sóng lên, anh chị các bạn có thể vào xem trực tiếp chứ không cần phải tìm kiếm nữa. Nhớ để lại một lượt like nha các bạn. Cho mình xin một lượt like để tất cả những video sau anh chị các bạn có thể vào xem chứ không cần phải tìm kiếm nữa. Chỉ cần like cái bài viết thôi. Video sau mình đăng lên là anh chị các bạn nó sẽ hiển thị lên, anh chị bạn vào xem luôn. Con nào cũng sai to, màu rất là đẹp. Hôm nay cá rất là đẹp luôn các bạn. Con nào cũng màu tươi hết. Đối với dòng Rizal thì có mình xanh đuôi vàng, mình xanh đuôi đỏ như con số 06 này. Anh chị các bạn thích những màu cổ điển pha với một tí nền trắng nữa thì có thể chọn con này. Nhìn rất là lạ lạ. Những con này thì anh chị các bạn về cái mình làm cho nó một cái hồ lớn lớn. Cái mình để nham thạch. Nham thạch thì để nó giúp có vi sinh trong nước, sẽ giúp cho cá của mình nó sẽ giảm bớt bệnh. Nham thạch hoặc là sứ lọc, rồi sau đó để thêm rong nữa thì có một cái hồ rất là đẹp rồi. Đối với cá beta thì nó cũng đơn giản thôi các bạn. Nếu mà mình làm thêm những cái rong như là những cây mà nghiêng về cây thủy sinh các bạn, như cây lan nước hoặc là những cỏ chân châu hoặc là lúa cỏ thì nó sẽ đẹp hơn. Con rồng vàng thì luôn luôn lúc nào nhìn nó cũng rất là ngầu. Anh chị các bạn thích những con ống ánh, cái người của nó có cái ánh bạc, đuôi vàng thì có thể chọn con này. Còn về cái size của cá thì những con này tất cả đều là cá size lớn. Khi mình quay video anh chị nhìn cái mã số cá với cái cộng rong trong hồ nè, để mình biết được cái size của con cá. Từ hồi lúc mà mình quay video giờ mình không có báo cái size 2-3 phân đâu các bạn. Đối với cá beta thì nó cũng dễ nhìn mà. Lúc nào trong hồ mình cũng có để rong hoặc là bèo. Anh chị các bạn có thể phân biệt với cái size của nó để mình biết được cá lớn hoặc là cá size trung. Nhưng mà đa phần tất cả những con mà bên trại quay lên đều là cá hàng size giống. Về là mình cho nó sinh sản luôn. Tiếp theo sẽ là con rồng đen. Mỗi con có một nét đẹp riêng. Cô chú anh chị các bạn thích con nào thì có thể chọn con đó. Anh chị các bạn xem ở phần cuối, thường phần cuối thì sẽ có một số con mái.
Nếu mình đang tìm cá mái về làm giống thì có thể xem ở phần cuối trong video. Con này là rồng Sala đó các bạn. Những con rồng tím thì nhìn nó vừa mang một nét đẹp. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Nét đẹp của cái cánh của bông sen á. Nó có cái viền trắng nữa. Đua hoa. Con đó là của rồng Sala, rồng Salamander. Còn con Dumbo mà màu tím thì nó sẽ khác, nó không có giống. Thường thì những con mà rồng Sala thì nó mang cái lớp vải nó sẽ dày hơn. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng koi thì có dòng koi vàng, koi Nemo. Con này là của dòng koi Tiger các bạn. Koi Tiger thì có dòng đuôi ngắn và dòng đuôi dài. Lâu rồi mình mới quay lại một số con Tiger thế này. Anh chị các bạn thích những con độc lạ thì có thể chọn con này. Nemo thì có Nemo của nền vàng, nền cam, hoặc là những con nó có cái ánh xanh nhiều. Tùy theo cái phông màu mà ở nhà mình đang thiếu màu gì thì mình có thể bổ sung thêm cái phông màu đó, để cho cái không gian khu nhà mình nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo sẽ là dòng Cooper Koi. Anh chị các bạn lấy con Cooper ép với con Koi thì nó sẽ ra con này. Trại Cá Kiển Diamond mến chào cô chú anh chị các bạn. Trong tuần này bên trại có cập nhật thêm phần 236 vào thứ tư hàng tuần. Nếu mà video trước mình chưa có kịp mua hoặc là đang thiếu cái phông nền mà mình thích thì anh chị các bạn có thể xem lại trong video này để đặt hàng. Mỗi con một nét. Con nào cũng óng ánh màu sắc rất là đặc biệt. Ngoài một số dòng cá beta anh chị các bạn đang xem thì bên trại còn rất là nhiều dòng cá khác, như những dòng cá bảy màu, cá chép và một số dòng cá la hán, đặc biệt là số lượng cá bảy màu rất là nhiều. Cô chú anh chị các bạn ở tỉnh mà cần cá về bán lại thì có thể điện thoại trực tiếp qua. Còn con này là của dòng double tail Koi Nemo các bạn. Koi Nemo dòng double tail, dòng hai đuôi. Những con này thì nó có hai loại, đuôi dài và dòng đuôi ngắn. Thích cái những con độc lạ lạ nào thì có thể xem trong video để biết một số con của dòng đuôi ngắn nữa. Còn con này là của dòng đuôi dài. Cái vây lưng của nó giống như con nhím vậy đó, khủng khiếp cái vây lưng luôn. Nếu mà cá ở nhà của mình cái vây lưng nó còn ít, nó không có phủ dài, thì anh chị các bạn có thể lấy cái con đó để ép, để cho nó ra cái vây lưng của nó sẽ tròn hơn, nhìn nó sẽ bắt mắt của dòng hát muôn hơn. Còn con này là đuôi over luôn nè các bạn, tròn xe. Tiếp theo sẽ là con đỏ đen, nhìn rất là ngầu. Anh chị các bạn thích những con đuôi hoa thì có thể chọn con này. Hiện tại thì bên trại đang nhận ship tất cả tỉnh thành. Anh chị các bạn đặt hàng có thể nhắn tin cái địa chỉ qua trước. Sau đó bên trại sẽ tìm cái phương thức để anh chị các bạn có thể biết được cái cách giao nhận thanh toán. Đối với cá beta thì nó nhiều màu lắm các bạn. Nhưng mà nếu mà mình cần muốn biết tên thì anh chị các bạn có thể đón xem từ phần 1. Từ phần 1 cho tới phần 236 thì nó rất là nhiều tập. Cho nên mình coi từ phần 1 tới phần 10 thôi là mình biết được tất cả các tên của cá beta rồi. Khoảng 4 năm trước thì những dòng này nó đã có hết rồi các bạn. Nhưng mà riêng dòng Koi Nemo thì chưa. Dòng Fancy Koi thì có. Rồi tiếp theo sẽ là con màu Super Red Half Moon. Còn con này là của dòng Cooper. Anh chị các bạn thích những con cái đuôi có ánh kim hoặc là trên thân có ánh kim thì có thể chọn con này. Còn con này là của dòng đơn sắc.
Mỗi con có một nét đẹp. Một nét đẹp rất là tiềm ẩn. Ẩn quá tìm không thấy luôn. Đùa với anh chị các bạn thôi, chứ những con này nhìn vào là thấy được những phong màu nào mà mình thích rồi. Con này thì nó có ánh kim nhìn rất là hay luôn. Anh chị các bạn thích những bản màu cá tính thì chọn con này. Con này là rồng đỏ đuôi hoa. Thường thì những con đuôi hoa nhìn nó rất là đẹp luôn các bạn. Có một số anh chị các bạn nói là những con đuôi hoa nuôi lâu thì không được. Cái đó thì không biết anh chị các bạn nghe ở đâu. Chứ hồi xưa tới giờ là bên trại nuôi những dòng đuôi hoa là chủ yếu là cái nguồn thức ăn của mình. Mình chăm nó tốt thì cái cá của mình nó sẽ giữ được cái bộ đuôi sẽ căng hơn. Chứ mình nuôi nó mình bỏ nó với nó rủ xuống rồi các bạn. Đuôi thẳng hoặc là đuôi hoa gì cũng vậy. Chứ không phải mình nuôi nó cái mình bỏ nó từ từ nó cũng rủ hết à. Cho nên mình nuôi nó thì mỗi một ngày thì mình cho nó ăn một lần. Thức ăn khô hoặc là thức ăn tươi. Nhưng mà mình cho ăn thức ăn tươi đi, để cá mình nó sẽ giữ được cái thân của nó sẽ mập mạp. Mình cho nó ăn thức ăn khô lâu ngày quá nó bị xuống cá các bạn. Nó không có giữ được cái form của nó to tròn đẹp nữa. Hoặc là mình có thể mua trùng huyết đông lạnh có 30 ngàn một gói 200 gram. Anh chị các bạn để trong tủ đông á cho nó ăn dần. Mình nuôi có 2 3 con hoặc là 10 con thì một gói trùng huyết nó ăn lâu lắm các bạn. Tiếp theo sẽ là dòng Dumbo Hatmull. Dumbo Hatmull thì có dòng Dumbo Lavender và Dumbo Latium. Có hôm nay thì lâu lâu thì mình cập nhật thêm của dòng màu dứa nữa. Còn dòng đuôi ngắn thì có đủ màu hết, màu tím, màu dứa, màu trắng, màu xanh hoặc là Dumbo Gold. Dumbo Gold là những cái con mà có ống ánh màu vàng như vàng 24 mình vậy đó. Con này bản đuôi rất là đẹp luôn các bạn. Tiếp theo sẽ là dòng Fancy Hatmull. Fancy Koi. Ngày xưa thì những con này làm ra nó số lượng rất là nhiều. Anh chị các bạn thích những con độc độc lạ lạ thì có thể chọn con này. Hiện tại thì bên trại vẫn mở cửa bình thường. Cô chú anh chị các bạn mà có đi ra đường được thì có thể điện thoại trực tiếp qua. Mình sẽ hướng dẫn đường đi. Hoặc là trên Google nó có địa chỉ. Gõ trại cá kiển Đài Manh. Cái trên Google nó sẽ hướng dẫn tới nhà. Con này rất là đẹp luôn các bạn. Mới nãy là con double tail của dòng Coret, còn con này thì nó có ánh vàng vô đây. Ánh vàng á, cái phông nền mình xanh lá, màu xanh lá nữa, chứ nó không có nổi lên. Con này của dòng coi á, coi của dòng Nemo nhưng mà lâu lâu thì nó sẽ đột biến ra một số con nó sẽ ra coi Tiger. Trại cá kiển Đài Manh mến chào cô chú anh chị các bạn. Nếu anh chị các bạn có vô tình coi được video này, nhớ nhìn bên góc tay phải á, có cái chữ đăng ký. Khi mà mình đăng ký kênh xong, tất cả những video mà bên trại phát sóng lên, quý anh chị các bạn có thể vào xem trực tiếp chứ không cần phải tìm kiếm nữa. Hai con của dòng Cooper Red này rất là hấp dẫn. Anh chị các bạn thích những con có ánh kim, đuôi star hoặc là những bản màu đậm thì có thể chọn con này. Con này nó cũng không thua kém gì đâu các bạn. Kè rất là đẹp luôn. Con nào cũng rất là hấp dẫn. Anh chị các bạn thích con nào thì chọn con đó. Tiếp theo sẽ là con mình đen đuôi vàng. Những lúc mà mùa lạnh như thế này, anh chị các bạn mà muốn ép cá thì mình đem những con cá của mình vô trong phòng hoặc là mình che nó lại để cho cá con của mình nó xong không có bị nắm. Còn cá lớn á, thì mình hạn chế tiếp xúc nước mưa nhiều, cá nó dễ bị sình bụng với lại nó bị nấm vàng lắm. Con này rất là sung luôn các bạn. Mình làm những cái con bò sữa, lâu lâu nó sẽ ra một số con như thế này.
Tí nữa mình sẽ quay những con bò sữa thuần để anh chị các bạn xem. Con này nó rất là ngầu luôn các bạn, nhìn cái mặt nó giống như con rắn hổ lửa vậy đó. Thường mình chơi một số dòng cooper hoặc là những con fancy thì nhìn nó rất là ngầu, tại vì những con đó cái mang cái lớp vải của dừa vải rồng và dừa vải của fancy nữa. Tiếp theo sẽ là dòng cooper, cooper gat. Quá chừng cái bộ đuôi luôn. Những con này thì mình nuôi trong cái hũ rộng rộng tí để cho đuôi của nó sẽ phát triển hơn nữa, chứ mình nuôi trong chậu nhỏ các bạn, đuôi của nó dễ bị hư lắm. Nó thiếu đồ ăn thì nó sẽ dễ ăn cái đuôi của nó. Sáng mình ngủ dậy mình thấy đuôi của nó tư tư hết là nó tự nó quay lại nó cắn đuôi của nó. Cho nên mình muốn nuôi con gì thì mình cần phải chăm cho nó sẽ phát triển tốt hơn. Còn đây là con bò sữa. Anh chị các bạn thích những con mình trắng, viền xanh hoặc là những con bông bông. Còn con rồng này nó có cái viền nhìn rất là hay luôn các bạn. Viền xanh ở ở giữa thân người. Những cái con mà size lớn anh chị các bạn nhìn nó múa nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Lúc nào mình quay clip mình cũng dành tặng một cặp màu đỏ hết. Anh chị các bạn nếu mà mình có bộ sưu tập riêng về dòng đơn sắc thì có thể chọn một cặp màu đỏ để về mình trưng cho nó đẹp. Một cặp màu đỏ để gần nhau. Tiếp theo sẽ là con rồng gold. Anh chị các bạn thích bộ sưu tập của rồng mà nó có ánh kim của dòng gold thì có thể chọn con này. Côi vàng bản màu rất là tươi. Những cái dòng câu đó các bạn, anh chị các bạn nếu mà mình đã nuôi đuôi ngắn rồi thì nó cũng giống như những dòng đuôi dài. Khi mình nuôi càng lâu thì nó sẽ càng đẹp. Nó sẽ lên được cái màu của nó sẽ càng ngày càng đậm hơn. Đây là con fancy mà lúc đầu video mình nói đó các bạn. Hồi xưa thì những con này mới ra rất là nhiều anh chị các bạn ưa chuộng. Nó vừa mang cái bộ vải dày mà đuôi to nữa. Màu sắc thì mình nuôi càng lâu thì nó sẽ càng đẹp. Còn về cái cách chăm sóc, cách ép cá thì nó cũng dễ thôi. Anh chị các bạn muốn nuôi những con này thì đầu tiên là cái nguồn nước. Nguồn nước cái mình xài nước máy, nước giếng gì cũng được. Đối với cá beta thì nó không có phân biệt cái nguồn nước. Anh chị các bạn chỉ cần để cho nó khoảng chừng ít hôm, cái nước khoảng chừng 2 hôm. Mình để thêm tí muối, tỷ lệ muối thì 100 lít nước thì 200 gram muối hột. Hoặc là 50 lít nước thì 100 gram muối hột. Anh chị các bạn có thể để vô để mình
cho cá của mình nó sẽ diệt khuẩn, cá của mình nó sẽ khỏe hơn, nó không có bị mắc một số bệnh. Còn con này là Blue Butterfly. Anh chị các bạn thích màu xanh viền trắng đơm hoa thì có thể chọn con này, nhìn rất là độc lạ. Những video trước thì mình quay lên số lượng những con này rất là nhiều, được rất là nhiều anh chị các bạn chuộng những con bản màu tươi này. Trại Cá Kiển Diamond mến chào quý anh chị các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã đồng hành ủng hộ xuyên suốt thời gian qua. Phần hiện tại là phần 236. Quý anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá beta, những dòng đuôi dài, đuôi ngắn, đuôi tương hoặc là những con tai bơi to thì có thể xem trong video tuần này để đặt hàng. Bên trại đặc biệt lưu ý là bên trại không có nhận đơn trên Zalo, Facebook. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá beta thì điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại. Con đặc biệt trong tuần này của dòng Hatmoon là của dòng anh chị các bạn thích một số dòng lách lu thì có thể chọn đuôi dài và một số dòng đuôi ngắn. Rất là độc lạ luôn các bạn. Lách lu Galaxy Hatmoon. Còn con này là của dòng Fancy Koi. Hôm nay rất là nhiều cái màu cá đẹp. Trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì anh chị các bạn mua bao nhiêu cũng được. Sẽ có rapper giao qua. Tiền phí và tiền cá thì anh chị các bạn không cần phải chuyển khoản, điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp qua thì bên trại sẽ báo giá, tiền phí ship hoặc là một số khu vực anh chị các bạn sẽ không có ship được. Thường trong thành phố Hồ Chí Minh là ship được hết rồi các bạn. Còn một số tỉnh thì sẽ có hình thức khác nhau. Mỗi con có một nét đẹp. Cô chú anh chị các bạn thích con nào thì chọn con đó. Nếu có vô tình coi được video này, quý anh chị các bạn nhìn bên góc tay phải có cái chữ đăng ký á. Sau đó mình nhấp vô mình đăng ký kênh. Khi mình đăng ký kênh xong, tất cả những video mà bên trại phát sóng lên, cô chú anh chị các bạn có thể vào xem trực tiếp chứ không cần phải tìm kiếm nữa. Một cặp Koi Nemo này rất là đẹp luôn, số 55 và số 56. Còn đối với những con tưa thì có dòng tưa vàng, tưa cam, tưa đỏ. Thích những con lạ lạ, đuôi chỏi thì có thể chọn những con này. Có chống mái đầy đủ. Ở phần cuối trong video thì mình có quay cá mái lên. Ở nhà mình đang có những con chống mà thiếu một số con mái của màu nào. Anh chị các bạn cần dễ ép thì có thể điện thoại trực tiếp qua. Mình sẽ báo giá cá mái của dòng đó để anh chị các bạn đặt. Còn nếu mà mình đặt cá chống cá mái chung của trong video thì anh chị các bạn mà không thấy mái ở trong những con chống này thì ghi là ví dụ như số này là số 59. Sau đó anh chị các bạn ghi là số 59 rồi ghi chữ kèm mái thì bên trại sẽ báo giá cá chống cá mái chung với nhau luôn để anh chị các bạn về có thể trưng một cặp để gần nhau cho nó đẹp, hoặc có thể mình ép cho nó ra cá con của nó thuần dòng nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo sẽ là dòng Dumbo Lavender, những con tai bơi to đó các bạn. Mình muốn nuôi những cái con cá beta này tốt á, điều đầu tiên sẽ là nguồn nước, thứ hai nữa là thức ăn.
Thứ ba là môi trường mình nuôi các bạn. Nếu mình nuôi ngoài trời mà mưa liên tục thì nó cũng chăm tốt thì nó cũng bệnh. Nếu lúc nào trời mưa quá thì mình che nó lại à, để nước mưa nó vô liên tục, cá nó dễ bị nấm. Dumbo dứa. Những con này thì bản màu rất là tươi. Ở bên chạy có bán luôn keo kính kích thước cao 18 dài 15 rộng 10. À, đây là kích thước dành chuyên dụng cho cá beta. Còn keo kính thì keo kính 3 ly dán dấu keo dán đế, cho nên lúc nào anh chị các bạn nhìn con cá nó cũng trong hết. À, kính này là kính 3 ly cho nên anh nhìn nó rất là đẹp. Những con này là của dòng Dumbo White. Anh chị các bạn thích yêu thích màu trắng thì có thể chọn những con này. Rồi, tới màu xanh. Màu xanh của dòng ưu ngắn Dumbo. Ở video trước thì cũng có con màu xanh, video này cũng có một con màu xanh. Anh chị các bạn thích con nào thì chọn con đó. Còn về phần tai bơi, anh chị các bạn để ý nè, nó phủ hơn nửa người nữa. À, cá size lớn, màu rất là đẹp. Những con này thì có một cái đặc điểm rất là hay, đó là nuôi nó không kè nó vẫn đẹp. Vừa rồi là màu xanh, à, màu tím rồi. Bây giờ tới màu trắng. Dumbo White La Cát. Hoặc là màu dứa. Con này là của dòng Dumbo dứa. Tí nữa sẽ có dòng Dumbo Gold. Anh chị các bạn thích những con vàng óng ánh thì có thể chọn dòng Dumbo Gold. Màu tím thì có màu tím đỏ và màu tím xanh. Nãy nó chưa kè, nhìn nó kè lên nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Màu trắng. Con này là của dòng tím đỏ. Rồi, tới màu vàng óng ánh của dòng Dumbo Gold. Anh chị các bạn thích những con vàng óng ánh thì có thể chọn những con này. Hôm nay mình sẽ quay một số con Dumbo Gold nó sẽ nhiều hơn. Ở bên trại thì mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối. Lúc nào có thời gian thì anh chị các bạn có thể dẫn gia đình hoặc là bạn bè ghé qua bên trại để lựa một số dòng cá cảnh. Tiếp theo sẽ là dòng đơn sắc, màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Nếu mà mình làm bộ đơn sắc thì có màu xanh, màu vàng, màu đỏ và màu đen. Thích con nào thì chọn con đó. Có chống máy đầy đủ á các bạn. Ngoài một số dòng cá beta cô chú anh chị bạn đang xem thì còn rất là nhiều dòng cá cảnh khác như cá bảy màu, cá chép, cá binh bông, cá rồng hoặc là một số con cá la hán. La Hán thì có Thái Châu, Thái Đỏ. Dòng kinh thì có dòng kinh Campha F3. À, anh chị các bạn có thể đón xem video vào các tuần để mình lựa một số dòng cá La Hán bằng cách mình đăng ký kênh. À, nhớ đăng ký kênh cái tất cả những mà video mà bên trại phát lên. Quý anh chị các bạn có thể vào xem trực tiếp hoặc là mình like bài viết
ở dưới cái phần dưới các bạn có cái chữ like đó, anh chị các bạn like vào thì những cái bài viết sau nó sẽ hiện thị lên khi mà mình đang xem YouTube. Tiếp theo sẽ là dòng Super Like màu đen. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu đen rồi. À, bây giờ anh chị các bạn thích những con mà bò sữa màu trắng viền xanh như thế này thì có thể chọn con này. Con mắt nó xanh đen nhìn rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là dòng Cooper. Anh chị các bạn thích những con dải ống ánh đuôi đuôi trái tim thì có thể chọn con này. Cooper thì nó có cái ánh kim nhìn rất là hay, ánh bạc của màu đồng. Con này cũng là dòng Cooper, mình có để một cặp sẵn ở đây, thích con nào thì chọn con đó. Màu xanh thì có màu xanh dương và màu xanh lá, thích con nào thì chọn con đó. Cô chú anh chị các bạn lưu ý đặt hàng nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại, đừng có nhắn tin trên Zalo, Facebook nha các bạn. Bên trại không có nhận đơn trên Zalo hoặc là Facebook. Những cái trên mỗi một con trên đây nó đều có cái mã số. Thích con nào thì cô chú anh chị các bạn nhắn tin những cái mã số này qua số điện thoại. Bên trại sẽ gửi bảng giá qua trực tiếp qua số điện thoại, hoặc là nếu mà cô chú anh chị bạn lớn không có tiện nhắn tin thì có thể điện thoại qua. Bên trại sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ. Để cô chú anh chị các bạn có thể đặt một số dòng cá cảnh này để về mình chơi, hoặc là mình tập ép, mình giải trí ở nhà của mình. Hai con này là của dòng Koi Nemo Double Tail. Cũng giống như ở cái phần đầu trong video, những con Double Tail Half Moon. Còn những con này là dòng Double Tail Lacat. Lâu lắm rồi mình mới thấy lại cái con màu cam này các bạn, nhìn rất là đẹp. Coi hai đuôi màu cam. Con này điểm nhấn của nó là trọc cái đầu, nhìn đã lắm. Màu rất là đậm, rất là ngầu các bạn. Màu đen xanh nó phối với nhau. Nhìn cái vây lưng của nó giống như con nhím vậy đó. Bò sữa đuôi star. Số 100 sẽ là dòng coi vàng, coi tiger. Con rồng tiết rất là đẹp luôn các bạn, rồng đỏ. Thích những con ngầu ngầu thì có thể chọn con này, dòng samurai. Vừa giải dày, người nó lại mang cái bảng màu rất là đậm đó các bạn. Thường thì mình quay những dòng marble lên thì được rất là nhiều anh chị các bạn yêu thích những con này. Nó mang cái bộ màu sáng đó các bạn,
một cái kệ cá của mình thì không thể nào thiếu dòng này được. Nó sẽ giúp cho tô đậm lên những cái phông nền của bảng màu tối. Chứ mình mà để nguyên một cái dải màu của màu, ví dụ như những con koi mà koi koi đỏ hoặc con Nemo bạn, để một dải mà không có con này thì nhìn thấy nó không có tươi lắm. Anh chị các bạn thích một cặp thì có thể chọn một cặp của dòng Red Fancy như thế này để về cho sinh sản. Còn khi mà mình nhắn tin á, anh chị các bạn nhắn tin ví dụ như số 104 này là dòng con Red Fancy thì mình nhắn tin phần 236, chỉ cần ghi cái mã cá là số 104. Rồi nếu mà mình muốn bắt cá mái chung á thì mình ghi chữ kèm mái, còn không thì anh chị các bạn chỉ cần nhắn mã ăn trống qua thôi. Rồi bây giờ tới liên cúc của dòng koi Galaxy. Koi Nemo Galaxy. Những con này mình mà muốn chơi một một cái hồ thủy sinh đó thì mình nên ép cái dòng Nemo này với lại con Dumbo. Dumbo thì mình ép, có thể ép con Dumbo tím hoặc là con Dumbo white để mình thả vô là đầy đủ tất cả các màu đẹp. Con koi Red Galaxy. Nếu mà mình thích những bản màu thuần màu của dòng koi thì mình có thể chọn con này. Còn mình muốn đa sắc lè lẹt thì có thể chọn con koi Nemo để mình ép. Con này anh chị bạn nhìn thấy nó rất là cá tính luôn các bạn. Thường thường những bản màu mà nền tối á, mình có nói cái lúc mà mình quay cái con ma bò thì những con này đa phần thì mình để một dải như thế này, mình chưng thì nó sẽ không có được sáng cái hồ cá của mình lên. Mình phải để một con màu tươi nhưng koi vàng hoặc là con koi Nemo vào để cho cái phông nền của cá mình nó sẽ sáng hơn. Thả con mái vô cái nhìn ống sung nè các bạn. Những bản màu rất là ngầu của dòng Samurai. Con nào cũng size to hết, anh chị các bạn về là cho sinh sản luôn. Con này là của dòng Nuticalor các bạn. Chắc nó khoảng 5 dài 5 cm luôn á. Size rất là lớn. Thường những con này á, thì có một số kênh đăng lên bán dòng Zan nữa. Nhưng mà thực chất những con này đều tất cả đều là những con cá size lớn nuôi lâu thì nó sẽ to được như vậy thôi. Chứ dòng Zan ở trong Việt Nam thì mình thấy nó bị tuyệt chủng lâu lắm rồi. Con này là của dòng koi vàng. Tất cả những con trên đây đều có chống mái đầy đủ. Anh chị các bạn thích con nào thì chọn con đó. Nếu mà mình cần cá mái về cho sinh sản thì ghi là chữ kèm mái, nhắn tin qua số điện thoại, đừng có nhắn tin trên Zalo, Facebook nha các bạn. Thường những con Nuticalor thì nó mang bảng màu màu hồng hồng của que kem như thế này nè các bạn. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá beta, cần những con cá chấm cá mái gì cho sinh sản hoặc là mình làm giống thì có thể nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại. Đừng có nhắn tin trên Zalo, Facebook nha các bạn. Tiếp theo sẽ là dòng koi vàng, koi Tiger.
Màu vàng của nó giống như cái bông hoa mai. Tiếp theo cũng là con Nemo Candy. Còn con này là dòng Corex Galaxy. Múa rất là đẹp luôn các bạn. Hai con trống của dòng Fancy Yellow. Anh chị các bạn thích những bản màu tươi thì có thể chọn con này. Tiếp theo sẽ là một số dòng koi Red, koi Nemo, koi Galaxy và một số dòng đơn sắc và marble. Anh chị các bạn thích những con Duista thì có thể xem trong video này để đặt hàng. Mỗi con mang một nét đẹp. Anh chị các bạn thích con nào thì có thể nhắn tin con đó để đặt hàng. Ngoài một số dòng Capita thì bên trại còn có thức ăn và phụ kiện. Chủng huyết đông lạnh thì chỉ có 30.000 một gói 200g các bạn. Anh chị các bạn đặt cá thì có thể đặt chung chùm luôn, để về mình để vô tủ đông á, cho cá mình ăn dần. Ngoài ra mình cũng có thể bổ sung thêm cái nguồn chùm chỉ. Chùm chỉ thì nó sẽ giúp cho cá nó ăn sẽ mập. Còn chùm huyết thì nó sẽ giúp cho cá mình nó sẽ lên màu. Con Samurai Duista này rất là đẹp luôn các bạn. Thích màu đỏ mà Duista giống như cái con màu đen mà Duista, còn con này thì con đỏ, thì có thể chọn con Red Fancy này. Đối với dòng marble thuần á, nó có một cái đặc điểm rất là hay. Cái ưu điểm các bạn là khi mà mình ép chống máy chung của nó thì nó sẽ ra không có ra fancy, nó chỉ ra của nó thôi, chứ nó không có ra những con mà bông đen, bông đỏ, bông vàng. Nó chỉ một màu trắng xanh như thế này, cho nên nó mang cái bạn màu rất là tươi luôn các bạn. Anh chị các bạn thích một số dòng cá cổ điển thì có thể chọn con này. Nhưng mà đặc biệt nó là của dòng Blue Full Mat. Nó sẽ có một cái đuôi, bản đuôi Star. Những dòng đơn sắc màu vàng, màu xanh. Nemo Galaxy. Duista. Các giai đoạn mà phát triển của cá thì đầu tiên thì mình ép nó nở. Khi nó nở ra xong thì anh chị các bạn cho nó ăn bo bo cũng được. Bo bo thì nó sẽ đẻ cái bo bo con. Sau đó con cá của mình nó sẽ ăn cái con bo bo giò chân cẳng của con bo bo đó. Bo bo con các bạn. Không thì mình có thể làm con mẻ để cho cá bột nó ăn. Còn nếu mà mình không biết làm con mẻ nữa thì mình có thể làm con trùng cỏ. Có rất là nhiều thứ để mình làm. Trùng cỏ không được thì mình có thể cho nó ăn
lòng đỏ trứng gà hoặc là lòng đỏ trứng vịt. Đối với lòng đỏ trứng á, thì nó sẽ cái tỷ lệ cá con của nó sống rất là thấp, nhưng mà không có gì cho ăn á, thì anh chị các bạn có thể cho ăn trứng. Còn nếu mà ưu tiên á, thì khi anh chị các bạn nuôi nó thì mình làm một thùng con mẻ đi để cho cá nó ăn. Con cơm mẻ là thường thường ở dưới quê mình nấu canh chua hoặc là mình ăn ốc á các bạn. Sau đó mình để một ít sữa, sữa có đường hoặc là không đường cũng được. Rồi mình để thêm cơm nguội nữa. Rồi mình để một thời gian cái những cái con mẻ nó sẽ bò lên trên. Còn khi nó được 10 ngày tuổi rồi, anh chị các bạn dễ lắm các bạn. Chỉ cần cho nó ăn con Atemi hoặc là con bo bo, cá của mình sẽ lớn rất là nhanh. Cô chú anh chị bạn thích một số con Nemo màu bản màu ngầu ngầu như màu con cọp rằn thì có thể chọn con này. Cam đen. Thường thì bên trại lên clip vào sáng thứ tư hàng tuần. Anh chị các bạn đang tìm cá giống hoặc là cá để về trưng cho nó đẹp thì có thể đón xem vào thứ tư hàng tuần để đặt hàng. Tiếp theo sẽ là con bò sữa. Con coi cam, lâu lắm rồi mình không có quay lại con coi cam này. Coi cam Galaxy bản màu rất là ngọt. Từ số 142 trở đi sẽ là cá mái trong tuần này nha các bạn. Mỗi một tuần thì nó sẽ khác nhau một tí. Tiếp theo đây, từ số 142 trở đi sẽ là cá mái. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá mái đuôi dài, đuôi ngắn hoặc là những con đuôi tưa, Dumbo, Fancy trong video hàng tuần đều có đầy đủ tất cả các loại. Thích con nào thì chọn con đó. Còn nếu mà mình thích cá trống cùng chung với cùng loại con cá mái luôn thì anh chị các bạn nhắn tin cá trống rồi ghi chữ kèm mái thì bên trại sẽ báo cá trống cá mái cùng chung loại của nó luôn. Còn nếu không thì cứ lựa trong đây. Mình vừa thuyết minh xong phần 236. Cảm ơn anh chị các bạn đã đồng hành ủng hộ xuyên suốt thời gian qua. Mến chúc quý anh chị các bạn có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.